tên Lê Văn Được, 75 tuổi, quê ở Tây Ninh. Tôi đau từ thắt lưng xuống mông trái, đi trị nhiều nơi không hết. Con gái tôi mới đưa tới Thiện Tâm. Mới tới đây tôi ngồi xe lăn, trị được 4 ngày tôi bỏ xe lăn. Sau khi tôi trị đây được 2 tuần, đỡ hơn 90%. Có thể tôi chạy bộ được mà không còn đau như lúc trước nữa. Hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh, chúng tôi đã tạo ra một môi trường an nhiên, khu nghỉ dưỡng điều trị phục hồi chức năng Thiền Tâm. Nơi ấy có khung cảnh thiên nhiên trong lành yên tĩnh, kiến trúc đẹp, mang lại cảm giác thư thái cho mọi người khi đến nghỉ dưỡng hoặc điều trị bệnh. Nơi hội tụ đội ngũ y bác sĩ giỏi, giàu tâm đức trong điều trị bệnh. Được trang bị máy móc hiện đại của chuyên khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Có nơi sinh hoạt an nghỉ đạt chuẩn cho bệnh nhân. Hơn 80 trường hợp bệnh lý cột sống được điều trị khỏi bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống. Khu nghỉ dưỡng và điều trị phục hồi chức năng Thiền Tâm, số 80 đường Võ Nguyên Giáp, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai,